Thời thứ hai do vua Herode xây. Chúng ta thấy là tổng khuôn viên là khoảng 144.000 mét vuông. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh. Phía sau chúng ta có thể nhìn thấy rõ được núi đền ở phía sau lưng chúng ta đó. Quá đẹp. Chúng ta sẽ thấy rất rõ ha. Đây là ở bên trong nhà thờ, ở bên trong gian cực thánh. Chúng ta sẽ thấy là một năm chỉ có một lần thôi, thầy tư tế, thầy lương tế được về sân hương. Và đây là bàn dân của lễ toàn thiêu.